Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi sáng. Mỗi buổi sáng tôi có thói quen đi tự ghi hình để làm ra những câu chuyện kể. Nhờ có câu chuyện kể mà tôi có thể nhìn thấy được cái cuộc sống hiện thực của mình. Nhờ nắm bắt được nghệ thuật kể chuyện mà lúc nào tôi cũng nhìn thấy mọi thứ chung quanh mình đều tạo ra những câu chuyện. Đời người là những câu chuyện. Bây giờ tôi sẽ đọc báo, kể câu chuyện đọc báo mỗi ngày của mình. Sắm tuồng. Sắp xếp. Mở cái bàn ra. Trải cái khăn napkin, khăn ăn. Mỗi buổi sáng thì người bán bánh mì treo ở cửa sổ cho tôi ổ bánh mì. Tôi có thói quen ăn bánh mì không mỗi buổi sáng. Tôi pha cho mình một ly cà phê đen. Tôi sẽ vừa ăn bánh mì vừa đọc báo. Xem báo mỗi buổi sáng với tôi là một thói quen. Ngày nay chúng ta không cần phải chờ báo giấy nữa. Chỉ cần có cái điện thoại là chúng ta có thể biết được thế giới trong cái lòng bàn tay của mình. Tôi sẽ vừa nhai bánh mì, vừa đọc báo. Đầu tiên là Vietnamnet. Học ngoại ngữ nhớ lâu nhờ những câu ngớ ngẩn. Bài này ý muốn nói là khi chúng ta học ngoại ngữ, chúng ta dùng những câu ngớ ngẩn để tạo ấn tượng. Thật ra thì học ngoại ngữ muốn nhớ được lâu thì chúng ta học những câu thực tế, cấu trúc ngắn thôi. Văn nói không phải là văn viết. Rồi tạo điều kiện lặp đi lặp lại. Ví dụ tôi thích ăn sầu riêng. I like to eat durian. Rồi chúng ta dùng Chrome, Google Chrome để chúng ta phát triển cái chữ durian thành ra hình ảnh. Cái điều này á, máy điện thoại nào cũng có thể làm được. Không cần phải lập dị, học những câu lạ đời. Headline những cái tin hàng đầu. Nga và Ukraine tung video bắt giữ binh lính của nhau ở Kyiv, có thể trao đổi tù binh.
vừa qua đó, thì Ukraine với tổng thống Zelensky đã tung 10.000 lính tinh nhuệ đánh vào một cái vùng đất Kursk, Kursk, Kursk của Nga, của Russia, và tiến chiếm được 100.000 km vuông đất của Putin. Tổng thống Putin nổi giận. Đây là đội binh tinh nhuệ thử thách cái sự phòng vệ của Liên Xô, của Nga, sorry. Chiến tranh thì chết chóc chẳng hay ho gì, nhưng mà con người thì cứ dùng chiến tranh để tranh đoạt quyền lợi, địa chính trị, tài nguyên. Tiếp tin Vietnet thì cho hay là Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Trung Quốc, mốc son trong quan hệ hai nước. Đó là Tổng Bí thư Tô Lâm của Việt Nam sẽ thăm Trung Quốc hình như vào 2 ngày. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20, 18, 19, 20. Bữa nay là 16. Ngày nay tình hình thế giới rất là rối loạn, cái sự gặp nhau của các lãnh đạo có thể đưa tới sự hiểu nhau thì giúp cho nhau phát triển, phòng tránh sự hiểu lầm. Tiếp, con gái của ông Thaksin, Thaksin là cựu thủ tướng ở Thái Lan, do sự tranh chấp trước đây, do sự tranh chấp quyền lợi với hoàng gia, tức là vua Thái, do đó ông bị trút phế trong một chuyến đi dự hội nghị ở Liên Hiệp Quốc ở trong nước, thực hiện đảo chánh, quân đội thực hiện đảo chánh và ông đi tị nạn mười mấy năm. Lúc này thế lực bên trong nước Thái của Tha Xỉn trỗi dậy, em ông đã từng làm Yuen Lúc, đã từng làm thủ tướng rồi cũng bị cho đi tị nạn, rồi tới con ông, con của Tha Xỉn, con gái bây giờ cũng làm thủ tướng dòng họ Tha Xỉn, có cái gốc ảnh hưởng rất lớn ở Thái Lan. Chứ không phải Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc, đây mới là quốc gia châu Á nơi có
những Gen Z cô đơn nhất. Cristian Castillo quen biết Andrew trong thời gian đại dịch, khi anh cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Những tin nhắn buổi sáng từ người bạn của anh sẽ khơi động ngày mới của Cristian. Một cái tin nói về vấn đề tâm lý xã hội. Tôi đang kể câu chuyện đọc báo buổi sáng, vừa nhai bánh mì. Vừa làm câu chuyện đọc báo. Đọc báo ngay trên giường ngủ của mình. BRICS, đó là tên của năm nước tạo thành một cái hội gọi là BRICS. BRICS cùng đồng nhân dân tệ Trung Quốc tung đòn liên tiếp nhắm phi USD, USD tức là đồng đô la, quá bằng mọi cách. Nước Mỹ đối diện với nguy cơ dấu chấm hỏi, đó là một câu hỏi. Đồng đô la của Mỹ đóng một vai trò rất quan trọng trong cái vận hành kinh tế của toàn cầu. Mình muốn mua cái gì của nước khác phải tính bằng đô la, nghĩa là phải có đồng đô la mình mới mua được. Mà đồng đô la là của người Mỹ, họ có thể điều hòa bằng cách nâng giá, giảm giá, in ấn, in tiền. Và khi người Mỹ không vừa ý thì họ sẽ dùng cái sách lược section, tức là chế tài, tức là không cho anh sử dụng đồng tiền đô la trong giao dịch. Vậy là anh mệt rồi, anh đi vào một cái chợ để mua đồ mà xài bằng tiền đô la, mà anh không có tiền đô la. Anh có tiền của anh không đổi ra được đô la. Nhà anh có tài sản, có dầu, có quặng mỏ, có nhiều thứ vật chất mà anh không đổi ra được đô la, thì anh đi chợ anh không mua được đồ. Đơn giản dễ hiểu như vậy. Vậy cái hiệp hội BRICS nó gồm có chữ B bụng á là Brazil, chữ R là Russia, tức là Nga, Brazil là ba tay, chữ Y là India, là Ấn Độ, chữ C là China, là Trung Quốc, chữ S tức là South Africa, tức là Nam Phi. Năm nước lấy chữ đầu tạo ra một cái hội gọi là BRICS: Brazil, Russia, India, China and South Africa. Thì cái hội này bắt đầu kết nạp nhiều quốc gia khác vào. Và cái mục đích lớn nhất của cái BRICS là gì? Là tìm cách giảm ảnh hưởng của USD, tức là đồng đô la. Có nghĩa là bây giờ anh đi vô chợ, anh có thể mua đồ bằng cái tiền quy định bởi BRICS. Mà tiền quy định bởi BRICS thì có thể là tài sản mà anh có, đồng tiền của
bản thân của nước, ví dụ đồng nhân dân tệ, đồng yen, nói là đồng euro, có nghĩa là cái chợ đó nó sẽ xài tiền không có độc quyền của đô la. Do vậy Fed và Mỹ và nước G7 đụng nhau trong cái lĩnh vực tài chánh. Câu chuyện này còn rất là dài dòng, ta nghe chơi thôi, nghe cho biết. Một tiếp là trên quốc nội nha, của báo Lao Động: không cần thẩm định luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang. Hôm rồi trong nước lùm xùm cái chuyện ông Thích Chân Quang, một nhà tu ở Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu, trong tay có cái bằng tiến sĩ luật học, mà truy ra thì ông ấy không có cái bằng tú tài, hay là cái bằng tú tài không có gốc. Có nghĩa là bằng tú tài giả. Chuyện này lùm xùm. Một người chưa qua tú tài thì làm sao mà có được bạn lên đại học, học được cử nhân, học được tiến sĩ. Vấn đề này đang rất là ồn ào ở trên mạng, nhiều người thích chuyện này thì đem ra mổ xẻ. Tiếp, trên báo Mới: tại sao trái đất có thể lơ lửng trong không gian dù nặng tới 60 tỷ tấn? Người ta đặt câu hỏi là tại sao trái đất nặng tới 60 tỷ tấn mà nó có thể treo lơ lửng trong không gian. Cái này nếu mà đối với cái nhà vật lý thì không có gì ngạc nhiên, bởi vì hình thái, sự tồn tại của vật chất là căn cứ vào năng lượng nội tại của nó. Tại sao máy bay có thể bay được? Tại vì nó sử dụng cái năng lượng xăng dầu, hay là năng lượng pin, năng lượng định hình cho cái hình thái của sự vật. Chứ không thể nào mà ta có thể để cái bánh mì này lơ lửng trong không gian được. Nhưng mà ta gắn vô đây một cái cánh quạt, một cái motor pin thì nó có thể bay. Đó là Playcam. Một cục sắt có thể bay lên trời nhờ năng lượng lơ lửng trong không gian. Tiếp, báo Lao Động: thế giới ca ngợi cách mạng thanh toán số tại Việt Nam. Ngày nay á, với cái điện thoại chúng ta quét vào cái mã là chúng ta có thể trả tiền được, không cần phải xài tiền. Khởi xướng cái điều này là ở Trung Quốc. Trung Quốc có thể trả tiền
qua các cái mã thanh toán. Người bán rau họ cũng để ở cái rổ của họ một cái mã để cho người mua 5-3 đồng gì đó, họ cũng quét qua để mà họ trả tiền. Và Việt Nam bắt đầu dùng cách này để làm một cái hình thức thanh toán mới. Thái Lan vừa rồi, Thủ tướng Thái Lan vừa rồi phát cho mọi người dân, mỗi người số tiền hình như là 6.000 baht hay gì đó. Nhưng mà có yêu cầu là tiền này là tiền số, có trên điện thoại. Và tiền này chỉ được xài trong phạm vi là 5 cây số chung quanh. Như vậy thì mục đích của nhà nước Thái Lan dùng để làm gì? Họ muốn bắt chước Trung Quốc, hướng dẫn người dân sử dụng tiền số. Bởi vì khi họ sử dụng tiền số thì nhà nước có thể kiểm soát được cái sự lưu chuyển của đồng tiền qua cái account, qua cái location, cái vị trí của cái điện thoại. Thành ra đây là một hình thức mà người Thái họ khuyến khích, họ tập luyện cho dân họ xài tiền số, thanh toán bằng mã. Điều này ta thấy ở Trung Quốc, tới người bán rau cải 2-3 cái thúng họ cũng để trong cái giỏ một cái mã để mà trả tiền. Tiếp theo là báo Thanh Niên đăng tin là WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về cái đậu mùa khỉ. WHO là tiếng Anh là World, thế giới. H là Health, rồi sức khỏe. O là Organization, tổ chức. Tổ chức Y tế Thế giới, gọi là WHO. Lúc này WHO tuyên bố là trên thế giới xuất hiện cái nạn dịch đậu mùa khỉ, tức là trên cơ thể người ta nó nổi cục, mà cái nguyên do của cái bệnh này nó xuất hiện ở loài khỉ. Thành ra người ta gọi là đậu, là nó nổi ra cái hòm khắp cơ thể. Khỉ là cái bệnh này nó phát xuất từ loài khỉ, đậu mùa khỉ. Đó là một cái hình thức, một cái nạn dịch bệnh. Qua cái nạn dịch Covid thì chúng ta thấy loài người là một sinh vật sinh sản quá nhiều đi, rồi cũng tới lúc phải cân bằng, sinh ra thì phải có diệt. Thì bệnh tật giống như Covid là một cái tác nhân tạo ra sự chết chóc ở những người già, những người bệnh, những người già cả bệnh hoạn. Nhưng mà người trẻ thì không lẽ không chết. Người trẻ lại có cách chết khác, chết ở xa trường, chết qua các cuộc chiến tranh, đánh nhau. Toàn là những người trẻ đi đời. Nếu nói ở thế cân bằng thì chuyện đời nó là vậy. Bên đây nhiều quá thì nó nặng,
thì nó phải bớt đi để mà cái thế giới này cân bằng, để giết bớt những người bệnh hoạn già yếu, thì nó là những nạn dịch bệnh. Còn để giết đi những người bớt ra, những thanh niên trai tráng mạnh mẽ, thì lại có chiến tranh. Nếu như một cái thế giới hòa bình sinh sôi nảy nở thì cái trái đất này nó có hạn hẹp, nó có cái kích cỡ cố định, làm sao có thể nuôi dưỡng được. Bây giờ con người trên trái đất là 7 tỷ rồi, rồi sẽ lên 8 tỷ, 9 tỷ, 10 tỷ, 15 tỷ. Thì lúc đó người ta nghĩ tới chuyện đi tới sao Hỏa, di dời lên mặt trăng, sao Hỏa, element, đã nghĩ tới chuyện đó. Một câu chuyện của tương lai. Đó là đọc báo buổi sáng, báo thì còn nhiều lắm, nhưng mà câu chuyện không được kể quá dài. Tôi dùng thuật kể chuyện để làm ra một câu chuyện. Qua câu chuyện thì tôi nhìn thấy cái hiện thực cuộc sống của mình. Qua câu chuyện thì tôi có điều kiện để giúp cho cái đầu óc nó xoay chuyển vận hành. Và đó là một cái hoạt động rất tốt cho những người lớn tuổi, đúng không? Chào.